Tháng 3 âm lịch là cái thời điểm đại kỵ với bốn con giáp này. Các bạn hãy cùng nghe và kiểm chứng xem có đúng không nhé. À, theo các chuyên gia tử vi tâm linh học dự báo, cái tháng 3 âm lịch thì những con giáp này sẽ dễ gặp những cái chuyện chẳng lành, làm việc gì thì cũng không được thuận lợi như ý. Đặc biệt, trong cái chuyện tình cảm sẽ xuất hiện những cái mâu thuẫn dạn nứt, đường công danh sự nghiệp thì cũng gặp nhiều cái khó khăn chắc trở. Trong tháng 3 âm lịch thì các bạn cũng không nên đầu tư chơi chứng khoán hay là mua cổ phiếu vì rất dễ bị thua lỗ, thất bại, thảm hại. À, quý vị cần phải cẩn thận kéo lại vỡ nợ trắng tay. À, bốn con giáp này cũng cần phải hết sức cẩn trọng trong các mối quan hệ xã giao cũng như là trong các cách giao tiếp làm sao cho được chỉn chu nêu loát để công việc được hanh thông thuận lợi hơn. Vậy thì bốn con giáp suy xẻo trong tháng 3 âm lịch là những tuổi nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, con giáp suy xẻo đầu tiên trong cái tháng 3 âm lịch không khác đó chính là những người tuổi thìn. À, chúng ta biết ấy, tháng 3 âm lịch nó là tháng Mậu Thìn những người tuổi Thìn gặp vào tháng này thì đúng vào cái tháng gì nó có gì nó có Nguyệt Kiến vậy nên những người tuổi Thìn ấy thì lại vương vào cục diện là tự hình nữa nên là nó sẽ mang đến nhiều cái tác động xấu cho bản mệnh tháng 3 âm lịch thì những người tuổi Thìn sẽ khó chạm tay vào những cơ hội được thăng quan tiến chức mà ngược lại thường xuyên lại phải giải quyết những cái sự cố bất ngờ nó có thể xảy ra thực chất ấy, các bạn vẫn luôn rất nghiêm túc tập trung trong cái quá trình giải quyết công việc thậm chí là các bạn không muốn ai tham gia vào những cái nhiệm vụ của mình à, khiến cho mình bị phân tâm tuy nhiên chính cái điều này lại khiến cho các bạn dễ lâm vào cái hoàn cảnh bế tắc hơn à, trên thực tế thì cái làm việc nhóm nó sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn rộng mở đa chiều hơn về nhiều vấn đề các bạn nên tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh công việc sẽ trở nên dễ dàng hơn thuận lợi hơn nhiều còn với những người làm lãnh đạo thì bản mệnh cũng không nên quá độc đoán chuyên quyền với cấp dưới của mình Nói một là một, nói hai là hai Không cho người khác cơ hội phản biện à, Cách làm việc của bạn hiện tại Thì cũng sẽ kìm hãm cái sự phát triển của từng cá nhân Khiến cho công việc nó dễ trở nên bị trì trệ Phát triển thì chậm chạp Đôi khi các bạn phải chấp nhận cái sự thật Rằng cấp dưới của mình ấy, Có thể có những cái đánh giá chính xác, khách quan Và có cách làm mới mẻ, sáng tạo hơn mình à, Thêm nữa Nguyệt lệnh nó cũng không ủng hộ Nó cho thấy những người tuổi thìn trong thời gian này ấy, là những người gì có cư xử không đúng đắn trong một cái môi trường công sở và cái điều đó cũng dễ gây ảnh hưởng đến cái công việc của các bạn trong thời gian hiện tại à, dù các bạn có làm việc nghiêm túc cố gắng đến mấy mà không được lòng mọi người xung quanh ấy, thì cũng thì khó có thể vươn lên cái vị trí mà mình mong muốn được à, trong thời gian này thì những người tuổi Thìn hãy quan tâm chú ý đến cái cảm xúc và cái suy nghĩ của mọi người xung quanh mình nhiều hơn trước khi mà bắt tay vào cái công việc đừng có chỉ quan tâm đến cái cảm xúc của bản thân mình À, cách hành xử của các bạn có thể sẽ khiến cho các bạn gì thêm bạn bất thù vì vậy thì tại sao các bạn lại không dành thời gian để xây dựng những cái mối quan hệ tốt đẹp đúng không ạ à, bên cạnh đó con đường tài lộc của những người tuổi thìn thì không có nhiều cái sự phát triển đáng kể với những người mà ham mê làm giàu ấy hy vọng sẽ phát tài nhanh chóng thì rất tiếc có lẽ các bạn phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa à, thưa quý vị thêm nữa là cái cục diện tự hình nó khiến cho tầm mắt của các bạn luôn bị hạn chế trong một cái lĩnh vực nhất định, thậm chí là khó có thể tiếp thu được cái sự hướng dẫn chỉ bảo của những người khác nên khó có thể tìm ra những cái hướng đi mới đem lại nhiều cái lợi lộc cho bản thân. Thêm vào đó, cái lòng tự tôn quá cao sẽ khiến cho các bạn không chịu thừa nhận những lỗi sai của mình, thậm chí là sai rồi mà vẫn cứ sai, khiến cho cái con số tổn thất nó ngày càng tăng lên không ngừng. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân, tí, thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn. À, quý vị thân mến, thì bên cạnh đó thì dưới cái tác động của nguyệt lệnh thì những người làm công ăn lương ấy có tình hình kinh tế ổn định và khá khẩm hơn một chút. Các bạn luôn cố gắng làm tốt cái việc của bản thân. Nên là gì về cơ bản ấy, thì các bạn vẫn duy trì được cái mức lương như cũ. Dù có thể là thiếu đi cái phần thưởng thưởng nóng hoặc là gì, những cái phần hoa hồng đi chăng nữa. May mà những người tuổi thìn thì luôn có kế hoạch trong cái chuyện chi tiêu. Nên dù gì tiền không nhiều nhưng mà vẫn đủ cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. À, bản mệnh chỉ cần gì không vội vàng đầu tư những cái khoản tiền lớn thì không có gì phải lo về chuyện túng thiếu cả bên cạnh đó thái tuế hung tinh nó có cảnh báo những người đi làm ăn xa nhà ấy, thì cũng cần phải chú ý khi mà xuất hành cẩn trọng trong cái công việc tránh những cái sự cố những cái tai nạn bất ngờ nó có thể xảy ra vừa gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân lại vừa gây ảnh hưởng đến cái tiến trình công việc đôi khi nó lại gây tốn kém tiền bạc thì mới có thể giải quyết xong chuyện nữa những người tuổi thìn cần phải chuẩn bị đối diện với nhiều cái khúc mắc trong chuyện tình cảm ở trong cái tháng 3 âm lịch này, đó, cục diện tự hình nó tác động mạnh khiến cho gì? Các bạn không biết chia sẻ cái tâm tư cái tình cảm của mình với ai, khiến cho các bạn luôn cảm thấy buồn bã, cô đơn, thậm chí là tự ti cho dù các bạn đã tìm được cái nửa kia cho mình hay là chưa. Đối với những ai mà còn độc thân ấy thì các bạn cũng thường xuyên sống trong cái thế giới riêng của mình, dù nhận ra mình có nhu cầu chia sẻ, dựa dẫm nhưng mà các bạn lại không sẵn lòng để tiếp xúc với bất cứ ai các bạn luôn giấu mọi chuyện và tự mình chịu đựng thậm chí khi được người thân bạn bè giới thiệu cho những cái mối làm quen ấy, thì các bạn lại thường xuyên tỏ ra là nóng nảy phản kháng không muốn mọi người can thiệp vào cái việc riêng của mình nếu mà các bạn mà cứ giữ những cái suy nghĩ những cái cách hành xử như vậy thì các bạn sẽ khó có thể là thoát ra khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực của bản thân khiến cho cuộc sống ít đi những cái niềm vui Ở trong thời gian này với những ai mà đã có đôi có cặp à, cái mối quan hệ giữa hai người đang có nhiều cái dấu hiệu dạn nứt các bạn dễ dàng chút những cái cảm xúc buồn bực khó chịu do công việc đem lại lên đầu của người khác điều đó sẽ khiến cho cả hai người đều cảm thấy không thoải mái khi mà ở bên nhau thậm chí lâu dần ấy, hai người cũng chỉ chẳng còn nhu cầu tâm sự với nhau với nhau nữa một điều đáng lưu ý nữa là các bạn cũng không nên kể lẻ những cái vấn đề nhạy cảm xảy ra giữa hai vợ chồng với bất cứ ai Quý vị hãy chỉ tâm sự với những người mà mình thực sự tin tưởng, như vậy thì mới tránh được những cái lời đồn đại tai tiếng hoặc là tạo cơ hội cho kẻ thứ ba lợi dụng. Vì thế, để bảo vệ cái hạnh phúc của mình cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Thìn cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc chọn đời cho những người tuổi tuổi thìn. Đó là con giáp xui xẻo đầu tiên. đấy à, Tiếp theo con giáp xui xẻo thứ hai trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi xíu. À, thưa quý vị nói chung ấy cái tháng 3 âm lịch thì những người tuổi xíu cần phải chuẩn bị cái tinh thần sẵn sàng để đối diện với những cái rắc rối bất ngờ có thể xảy ra trong cái sự nghiệp của mình. Quý vị hãy luôn giữ cái tinh thần tích cực à, nghĩ rằng những cái khó khăn những cái thử thách cũng chính là lúc để chúng ta rèn luyện bản thân để trở thành một con người cứng cỏi và bản lĩnh hơn. À, cục diện xỉu và thìn nó tương phá. À, vậy nên là trong thời gian này khuyên các bạn là nên đề cao cảnh giác với những người đồng nghiệp xấu tính xung quanh mình. Đó có thể là những cái kẻ tiểu nhân xuất hiện để ngáng đường các bạn phá hoại những cái công việc mà các bạn đã luôn cố gắng làm từ trước đến nay. Quý vị hãy luôn cố gắng duy trì cái đầu óc thật tỉnh táo minh mẫn khi mà bắt tay vào công việc. À, không dễ dàng tin theo những lời bàn ra tán vào của những người khác. Đặc biệt à, những người mà có quyền cao chức trọng thì cũng nên kiên định với cái ý kiến của mình, tránh nghe theo lời suối bẩy của những kẻ nịnh nọt, khiến cho bản thân đưa ra những cái quyết định sai lầm. Bên cạnh đó, nguyệt lệnh nó cũng không ủng hộ, nên là cho thấy cái dấu hiệu xa sút của bản thân trong cái công việc. À, các bạn có thể trở thành một cái người mà quá dễ thỏa hiệp, thậm chí là không dám đấu tranh cho cái sự nghiệp của mình. Một số người sẽ rơi vào cái tình trạng an phận, dễ dàng hài lòng với cái thực tại nên là cũng không muốn tiếp tục cố gắng, cuối cùng thì lại trở nên bị tụt hậu so với cái tập thể. À thưa quý vị, trong tháng 3 âm lịch này thì những người tuổi Sửu cũng cần phải gì vực dậy cái tinh thần cho chính bản thân mình. Nếu không ấy, công việc của các bạn sẽ đang trên đà là tụt dốc không phanh. Kể cả khi gặp phải khó khăn thì các bạn cũng nên suy nghĩ một cách tích cực và không ngừng cố gắng nỗ lực hơn nữa. Bên cạnh đó, à, lại được gì? Các tinh nó chiếu mệnh nó cho thấy sự nghiệp của các bạn không chỉ là toàn những cái điều tiêu cực mà đôi khi các bạn cũng sẽ gặp được những điều may mắn nhất định à, trong những khi mà gặp cái khó khăn ấy thì quý nhân cũng sẽ xuất hiện có thể đem lại cho các bạn những cái tia hy vọng giúp các bạn tìm ra cái hướng giải quyết những khó khăn à, khi mà người có kinh nghiệm ấy thì có gì có thể thiện ý giúp đỡ bạn các bạn nên trân trọng và học hỏi thật nhiều từ đối phương à, bên cạnh đó trong cái tháng 3 âm lịch này thì các chuyên gia tử vi tâm linh học cũng có dự báo tài lộc của những người tuổi xỉu khá là ảm đạm. À, các bạn cần phải thận trọng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư làm ăn, bởi nhiều khi ấy, thì các mối làm ăn không béo bở như các bạn vẫn nghĩ. À, trước khi làm bất cứ cái việc gì thì các bạn cũng cần phải có đánh giá thật là chính xác về tình hình trước mắt cũng như là gì, à, như là cái năng lực của bản thân. Không nên mù quáng chạy theo cái đám đông hoặc là gì theo những lời khuyên của những người khác. Thêm nữa, cái cuộc diện là xỉu và thìn là tương phá, nó cũng đem đến cái vận tiểu nhân, khiến cho các công việc của các bạn luôn vận hành tuần tự, thì các bạn cũng dễ gặp phải những cái vấn đề. Khi phải giải quyết những cái trục trặc, những bất ngờ này, thì các bạn thì cũng không nên vội đổ lỗi cho bất cứ ai, bởi cái việc đó có thể nó chỉ gây ra tốn thời gian của các bạn mà thôi. Trước mắt thì các bạn hãy tìm xem vấn đề nó bắt nguồn từ đâu để có cái định hướng khắc phục cho đúng đắn. Nói chung ấy, trong tháng 3 âm lịch này ý, thì những người tuổi Sửu còn có thể là phải tốn khá nhiều tiền bạc cho cái việc gì uh, sửa sang hay là gì cho cái việc chi tiêu hàng ngày vì vậy các bạn hãy gì hạn chế cái việc tiêu dùng lãng phí cho những mục đích không cần thiết nếu vừa phải lo những chuyện trọng đại lại vừa phải tốn tiền cho những khoản chi phí không ngừng nó phát sinh thì các bạn sẽ nhanh chóng bị rơi vào cái tình trạng cháy túi vì thế để bảo vệ cái tiền bạc của mình cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn và tài lộc thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi Sửu à, thưa quý vị nói chung ấy trong tháng 3 lịch thì cái nguồn tiền của những người làm công ăn lương cũng không có những cái chuyển biến tích cực À, trên cơ bản thì các bạn vẫn thể nhận được những khoản tiền lương đều đặn hàng tháng à, các bạn hãy hạn chế những sai sót của bản thân mình ở mức tối đa tránh gây ra sai sót trong công việc phải dùng tiền lương của mình để đền bù những thiệt hại bên cạnh đó tình duyên của những người tuổi sửu về cơ bản là những cái nốt nhạc trầm buồn à, cục diện tương phá nó tác động xấu khiến cho các bạn luôn phải đối mặt với những cái dạng nứt trong chuyện tình cảm không được như ý muốn à, trong gia đình thì anh chị em thường xuyên mâu thuẫn khiến cho các bạn phải đau đầu tìm để tìm lại gì cái cách cân bằng. À, mỗi người thì nên nhường nhau một chút, không nên quan trọng hóa vấn đề hoặc là gì nâng cao cái quan điểm của bản thân. À, quý vị hãy học cách lắng nghe người khác và gì học cái cách gì chín bỏ làm 10 để tránh những cái phiền phức không đáng có. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì cha mẹ và con cái trong nhà cũng thường xuyên mâu thuẫn vì những cái suy nghĩ bất đồng, cái khoảng cách thế hệ, đôi khi nó khiến cho những cái suy nghĩ khác biệt nảy sinh là cái chuyện khó tránh khỏi. Quan trọng ấy là đôi bên phải gì biết đặt mình vào vị trí của đối phương, thông cảm cho đối phương và thấu hiểu cho những người còn lại thì vấn đề mới có thể được giải quyết được em xuôi. Vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn về tiền bạc tài lộc thì những người tuổi sửu hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi xíu đó là con giáp xui xẻo thứ hai à, tiếp theo con giáp xui xẻo thứ ba mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong trình ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi tuất thì có lẽ trong tháng 3 lịch những người tuổi tuất là con giáp xui xẻo nhất vì vướng cục diện là gì thìn tuất là tương xung ở à, trong thời gian này thì nhiều khó khăn và trục trặc nó liên tiếp xuất hiện à, nó đối với những người tuổi tuất đòi hỏi các bạn phải hết sức bình tĩnh và khách quan phân tích những cái việc mình đã làm để phát hiện ra những lỗi sai từ đó tìm cách để khắc phục. À, có như vậy thì mọi việc mới được tiến triển theo cái chiều hướng tích cực hơn. Bên cạnh đó, cục diện thìn tốt tương xung nó cũng cho các bạn thấy các bạn là những người mà bướng bỉnh không chịu thua hay là nhận sai với bất cứ ai. Cái sự kiêu ngạo này chính là cái nguyên nhân mà sẽ khiến các bạn dễ đâm đầu vào cái ngõ cụt. À, thấy sai thì cũng gì không chịu sửa cuối cùng sẽ khiến cho công việc trở nên bế tắc hơn. À, khi vấn đề nó đã xuất hiện thì các bạn nên học cách gì thẳng thắn đối diện với cái thực tế. Đừng có tìm cách đổ lỗi cho cái hoàn cảnh hoặc là đổ lỗi cho người khác. Nếu vấn đề xuất phát từ chính bản thân của các bạn thì các bạn nên dũng cảm thừa nhận à, người khác chắc hẳn cũng gì sẽ không chia cửa các bạn mà ngược lại sẵn sàng giúp đỡ bạn một tay để khắc phục cái tình trạng trước mắt. À, thêm nữa, trong tháng 3 âm lịch thì may mắn cho những người tuổi tuất là được nguyệt lệnh nó ủng hộ. À, nó cho thấy là gì nếu các bạn làm ăn chăm chỉ cần cù và tập trung vào cái nhiệm vụ của mình đang làm ấy thì hoàn toàn có cơ hội sửa sai và nhận được những cái hướng đi đúng đắn và tìm được những cái cơ hội để phát triển trong tương lai à, sự chân thành và thành khẩn của những người tuổi tuất cũng sẽ giúp ghi điểm trong mắt của mọi người xung quanh bởi chẳng ai lại so đo tính toán với những người mà gì biết nhận cái lỗi lầm của về mình và biết cách sửa đổi cả ngoài ra ấy, cái cutting nó cũng sẽ giúp cho các bạn trở nên gì mở rộng được các mối quan hệ xã giao của mình thường xuyên giúp đỡ những người khác thì đến khi các bạn gặp phải khó khăn thì người khác cũng sẽ không nề hà gì mà sẵn sàng ra tay giúp đỡ các bạn một tay à, nói chung ấy trong cái thời gian này thì nói chung về vận trình tài chính của những người tuổi tuất không được khả quan cho lắm xin chia buồn với tất cả những người tuổi tuất vì tình hình tài chính của các bạn trong cái thời gian này cũng khá là ảm đạm đây có lẽ không phải là cái thời điểm thích hợp để các bạn đầu tư kinh doanh hay là đưa ra những quyết định trọng đại gây ảnh hưởng đến nhiều người. À, cục diện tương xung nó gây rối khiến cho cái việc đầu tư dễ rơi vào cái tình trạng là thất bại. À, các bạn cần hết sức thận trọng khi mà đánh giá lại các hạng mục. Đừng vì lời nói của những người ngoài mà dao động với cái chính kiến của mình. Tốt nhất là quý vị hãy kiểm chứng thông tin kỹ càng trước khi mà đưa ra quyết định. Đừng vì cả tin mà dấn thân vào cái lĩnh vực mà mình chưa thực sự hiểu rõ. Các bạn cũng cần phải thay đổi tính cách bướng bỉnh, không chịu thua của mình. Khi làm ăn ấy, thì các bạn cũng chớ nên ganh đua với những người khác. Hãy gì nhận thức rõ cái vị trí và cái khả năng của mình để làm những cái việc phù hợp. Không nên suy nghĩ một cách viển vông, đặt cái mục tiêu quá là xa vời ngoài cái tầm tay của mình. À, thêm nữa, trong cái tháng 3 âm lịch này, ấy, thì nó cũng cho thấy là bản mệnh sẽ còn tốn khá nhiều tiền bạc và những cái vấn đề cạnh tranh, tranh đấu về quyền lực hoặc là chi tiêu cho cái cuộc sống. Vì thế, những người tuổi tốt hãy luôn nhắc nhở mình tiêu tiền một cách tiết kiệm, tránh được khoản nào thì nên tránh. À, nếu không, ấy, rất dễ rơi vào cảnh trắng tay mà chưa chắc đã thu về được cái kết quả như ý. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì nguyệt lệnh nó cũng gì không ủng hộ, nên là tốt nhất các bạn nên chăm chỉ cần cù làm ăn và học cách lắng nghe người khác để gì không phạm phải những sai lầm à, thưa quý vị trong cuộc sống hàng ngày thì các bạn cũng gì nhớ là hành thiện tích đức nhiệt tình giúp đỡ những người khác như vậy thì cát tinh cũng sẽ để che chở và giúp các bạn vượt qua được khỏi những vận hạn bên cạnh đó ở trong cái tháng 3 lịch thì cái đường tình duyên của những người tuổi tuất khá là kém sắc nó khiến cho tinh thần của các bạn luôn rơi vào cái trạng thái căng thẳng mệt mỏi những cái vấn đề liên tiếp nó xuất hiện trong công việc khiến cho các bạn cảm thấy là áp lực nhưng mà đừng vì thế mà các bạn chút cái nỗi khó chịu lên cái đầu cái nửa kia à, thay vì giận cá chén thớt thì các bạn nên chủ động tâm sự với người ấy khiến cho tinh thần của các bạn sẽ được nhẹ nhõm hơn rất có thể đối phương cũng sẽ là người ngoài cuộc và có cái nhìn là khách quan hơn là các bạn và đưa ra cho các bạn những lời khuyên cũng như là những cái giải pháp rất là phù hợp một số gia đình của những người tuổi tuất trong cái thời gian này cũng rơi vào cái cảnh vợ chồng tranh cãi mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt dường như là cái thời điểm này các bạn không còn muốn xuống nước nữa nên là cái tình trạng căng thẳng nó kéo dài hơn gây ảnh hưởng đến cái tinh thần của tất cả mọi người à, những người độc thân có lẽ vẫn muốn tiếp tục sống trong cái thế giới riêng của mình dù gặp khó khăn thì các bạn cũng muốn gì không muốn mở lời ra nhờ sự giúp đỡ của người khác chính cái thái độ lạnh nhạt xa cách này là một phần lý do mà khiến cho mọi người xung quanh ngần ngại không dám tiếp cận các bạn à, các bạn nên cởi mở hơn như vậy thì mới không để lỡ những cái mối nhân duyên tốt đẹp đến với mình. Vậy nên, trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và hóa giải những xung sát thị phi à, khiến cho cuộc sống của những người tuổi tuất được tốt lành, may mắn hơn thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần, ngọ, tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trận đời cho những người tuổi tuất đó là con giáp xui xẻo thứ ba. Tiếp theo con giáp xui xẻo thứ tư trong cái tháng 3 âm lịch không ai khác đó chính là những người tuổi mão. À, thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái tháng 3 âm lịch thì sự nghiệp của những người tuổi mão khó mà phát triển rực rỡ dưới sự ảnh hưởng của mão và thìn là cục diện lục hại. À, các bạn nên chuẩn bị cái tinh thần sẵn sàng đối diện với những cái tác động xấu do người khác gây ra. À, các bạn đừng có bi quan từ bỏ những cái việc mình đã cố gắng thực hiện trong suốt thời gian vừa qua. Nói chung ấy trong tháng 3 âm lịch này có thể coi là một tháng khá vất vả đối với bản mệnh. À, các bạn làm việc luôn chân luôn tay, thời gian nghỉ ngơi giảm đi nhiều so với thời gian trước đó. Tuy nhiên những cái cố gắng của các bạn chưa chắc đã đạt được những cái kết quả như mong muốn ngay trong lúc này. Thậm chí à, các bạn cần phải đề phòng những cái kẻ nẫng tay trên cái công lao công sức của mình. Trong thời gian này thì những người tuổi mão cũng nên nhớ không nên nới lỏng cái cảnh giác với những người xung quanh dù đó có là những người thân thiết đi chăng nữa bạn bè thân thiết có thể lợi dụng cái sự cả tin hoặc cái sự gì thấu hiểu của các bạn để tìm cách hãm hại các bạn xong dù có rơi vào cái tình cảnh đáng buồn như thế nào đi chăng nữa thì các bạn cũng chớ nên thất vọng hoặc là gì tổn thương quá nhiều biến thành cái con giáp cực đoan Quý vị hãy xem đây là một cái cơ hội để đánh giá lại cái bản thân, nhìn nhận lại bản thân và xem xét ai là cái kẻ thân kết thân để lợi dụng mình. À, thưa quý vị, à, còn những người tuổi mão thì trong công việc khá là vất vả, nhưng tiếc là gia đình không phải là cái nơi mà các bạn để nương nhờ, thậm chí là nhiều quyết định của các bạn còn bị phản đối kịch liệt. À, trước khi mà đưa ra những sự lựa chọn, thì những người tuổi mão cũng nên xem lại bản thân và đánh giá lại cái tình hình, xem những cái suy nghĩ của mình có thực sự chính xác hay là không. Nhiều khi ý, những người ngoài lại có cái nhìn chính xác hơn những người trong cuộc. À, thêm nữa, lại bị nguyệt lệnh nó nó không ủng hộ. Vậy nên là cho cho thấy là những người thời mã trong thời gian này thì khó mà thoát khỏi được những cái suy nghĩ bi quan, thậm chí là tự trách móc bản thân vì những cái sai lầm vốn không phải là do tự mình gây ra. À, những cái cảm xúc tiêu cực sẽ khiến cho các bạn lún sâu thêm vào và dễ bị thất bại. Các bạn cần phải tìm ra cách phù hợp để giải tỏa cái căng thẳng ngay lập tức. À, thưa quý vị, may mắn là những người tuổi Mão thì vẫn còn cái cát tinh nó chiếu mệnh. À, các bạn thì sẽ gì? Đôi khi cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ khi mà gặp khó khăn. Quý vị hãy nhớ rằng chỉ cần cố gắng hết mình thì cái việc tốt lành cũng sẽ tự nhiên nó tìm đến. Những người có cái nhìn đúng đắn về các bạn ấy cũng sẽ không ngại ngần mà gì giang tay giúp đỡ các bạn. À, tình hình tài lộc của những người tuổi Mão trong thời gian này thì khó mà khá phẩm lên được. Tương cái cục diện là gì? Thìn và Mão lục hại. Nó cũng cho thấy các bạn gần như là không tìm được những cái mối khách hàng, những cái đối tác mới triển vọng hơn. Thậm chí nhiều cái rắc rối xảy ra khiến cho các bạn không còn gì giữ được những khách hàng thân thuộc cũ nữa. À, biến cố là một phần tất yếu trong cuộc sống. Các bạn phải gì? Cố gắng vững vàng để vượt qua thì mới mong thành công và phát triển được. Nếu mà có rắc rối xảy ra thì các bạn cũng cần phải bình tĩnh và tìm cách giải quyết. Nếu những người khác hiểu lầm hoặc là quay lưng với bạn ấy, thì các bạn phải dùng cái hành động thực tế để chứng minh, để khẳng định lại tên tuổi của mình và cái danh tiếng của mình. Trong thời gian này, những người làm đầu tư kinh doanh à, có nhiều cái kinh nghiệm thì cũng không nên dễ dàng nghe theo lời rủ dê của những người khác. Cho dù đối phương có là, là bạn bè thân thiết đi chăng nữa, à, các bạn trước hết cũng cần phải dành nhiều thời gian để mở gì, trao dồi kiến thức. À, vội vã làm giàu có thể để các bạn vào cái tình trạng là trắng tay. Thêm nữa, nguyệt lệnh nó cũng không ủng hộ. Vậy nên là nhiều người tuổi mão trở nên thiếu quyết đoán, bản mệnh phụ thuộc quá nhiều vào cái lời bàn ra tán vào của những người ngoài nên trở nên là gì? Thiếu cái chủ kiến cho mình. Trong cái tháng 3 lịch này thì những người tuổi mão thì cần phải tin tưởng hơn vào cái phán đoán của bản thân bởi có nhiều lúc ấy chỉ những người trong cuộc thì mới nắm rõ được cái gốc rễ của vấn đề. Đó. Thêm nữa, trong thời gian này, cái chuyện tình cảm của những người tuổi mão lại có phần là gì? Nó mang lại nhiều cái mối quan hệ tình cảm tốt đẹp hơn với những người tuổi mão. Thì tại thời điểm này, các bạn bắt đầu chú ý hơn đến cái vẻ bề ngoài của bản thân nên là dễ dàng thu hút được những cái sự chú ý của người khác. Một số người có thể tạo được cái thiện cảm với mọi người ngay từ những lần gặp đầu tiên. Những người độc thân thì có thể nhân cái cơ hội này để duy trì cái mối quan hệ. À, nếu mà các bạn tinh ý á. Thì các bạn có thể nhận ra những cái người thực sự nghiêm túc với mình. À nếu mà đã xác định được cái tình cảm của bản thân thì các bạn cũng nên cho đối phương một câu trả lời chắc chắn. Tuy nhiên, bản mệnh cũng không cần thiết phải đến với ai đó theo một cách quá vội vàng. Với những người mà mới gặp mặt một hai lần ấy thì các bạn cần phải dành nhiều thời gian để mà tìm hiểu thêm. À những quyết định vội vàng có thể đem đến cho các bạn những cái rắc rối lớn hơn trong tương lai. Vì thế, để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy thì những người tuổi mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão đó là con giáp xui xẻo thứ tư thưa quý vị như vậy là trong chương trình ngày hôm nay tử thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bốn con giáp xui xẻo nhất trong cái tháng trong cái tháng 3 âm lịch, tháng Mậu Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.